Sáng nay 31 tháng 5, Cục Hải quan Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2024. Ông Võ Thành Quặng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh chủ trì buổi đối thoại. Tại hội nghị, các phòng nghiệp vụ Cục Hải quan Tây Ninh đã giới thiệu những văn bản pháp luật mới có liên quan trong lĩnh vực hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, như quy định về thuê kho bên ngoài doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất, một số nội dung mới cần lưu ý về lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, tình hình vi phạm hành chính năm 2023 và lưu ý một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực hải quan doanh nghiệp thường mắc phải. Đồng thời lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về thái độ làm việc của cán bộ công chức hải quan để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Tại hội nghị, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu trong chấp hành tốt pháp luật về hải quan và có đóng góp tích cực vào công tác thiện nguyện năm 2023.